Lúc mà bắt đầu em tập ấy thì thật sự nhìn cái tiếng tạ rơi em cũng được hãi rồi. Nghe giật lấy mình luôn ấy. Từ một cô gái sợ tiếng tạ rơi, đến nay Hồng Thanh đã gắn bó với cử tạ được 6 năm. Ngày còn nhỏ, cô có dáng người thấp đậm, các nhóm cơ phát triển, luôn thắng các bạn nam trong các trò chơi vật tay. Hồng Thanh tự thấy mình rất hợp với thể thao và môn cử tạ đã mang lại cho cô sự thích thú. Em rất là thích thú những các bài tập. Em cảm thấy là như kiểu là mình ví môn tạ như kiểu là một cái trò chơi để giải trí của mình ấy. Tính của em là càng lên nặng thì em càng thích. Từ bỏ du học ở nước ngoài, Hồng Thanh quyết tâm gắn bó với thể thao. Năm ngoái, lần đầu tham dự SEA Games nhưng cô đã giành huy chương vàng. Tuy nhiên, thành tích khiến Thanh nhớ nhất lại là những tấm huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018. Cái giải đại hội là so mình đấu với các anh chị lớn tập nhiều năm thì là kiểu em chưa có nhiều năm kinh nghiệm ấy thì là sức khỏe của em chưa đủ tiêu chuẩn để bằng các chị được. Nhưng mà đại hội lần đầu tiên thì em lại có được một vàng, một bạc, một đồng luôn. Thì em cảm thấy là rất là tự hào. Một cô gái yêu thể thao đến mức từ bỏ con đường du học để chọn thể thao. Xác định luôn mình quá khỏe thì phải theo thể thao. Cô không ngại ngần mong ước mình sẽ giành huy chương Olympic châu Á và tiếp tục bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. 21 tuổi, Hồng Thanh sẽ còn nhiều thời gian để chinh phục những mục tiêu ở phía trước.